Drama hề hước chỉ có ở Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Mai Ngô thao túng các mentor, Quỳnh Châu đơ người vì loại Huỳnh My. Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái như vì sắp dìm idol ai đó. Bạn có biết là khi bạn đi thi quốc tế, điều đầu tiên bạn phải biết là tự make up không? Điều đó mình biết mà. Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Xin lỗi được chưa? Là một trong những chương trình Hoa hậu khai màn đầu tiên trong năm 2023, Miss International Queen Việt Nam 2023 đã nhanh chóng giành được sự quan tâm của khán giả chỉ sau 3 tập lên sóng. Ngoài dàn ban giám khảo và huấn luyện viên đình đám, cùng loạt thí sinh nổi bật thì Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm nay còn vô cùng gay cấn, với loạt drama từ trong chương trình cho đến trên mạng xã hội. Thí sinh bật giám khảo tanh tách trong Hoa hậu chuyển giới 2023. Với tâm thế là một người đi thi thì bình thường, các thí sinh sẽ phải rất thận trọng, khiêm tốn và có lễ độ trước ban giám khảo. Tuy nhiên, với Lý Huỳnh My thì lại khác, đây đã là lần thứ 2 Huỳnh My đến với Hoa hậu chuyển giới rồi, nhưng có vẻ mùa sau lại càng thái độ hơn mùa trước. Năm nay cô nàng bật giám khảo lẫn huấn luyện viên tanh tách, cảm giác như huấn luyện viên Thủy Tiên cũng phải bó tay trước.